Các bạn thân mến, có thể nói rằng để có thể tha thứ cho một người, chắc hẳn rằng trong lòng mỗi người sẽ cần sự bao dung và tình yêu nhiều lắm. Thế nên có một người nghệ sĩ đã từng viết trong một tác phẩm của mình bài thơ được mang tên là Tha Thứ Cho Anh. Và ngày hôm nay ở trong phần video clip này, chị rất muốn có thể đọc tặng cho các bạn nghe bài thơ này, để chúng mình có được nhiều hơn những cảm xúc ở trong cuộc sống và thêm yêu quý, trân trọng cuộc đời này hơn các em nhé. Bài thơ như sau: Tha thứ cho anh, viết cho ai muốn quay về. Không sao đâu, em tha thứ được mà. Bởi phút soi lòng kia trong đời ai chẳng có. Anh như ngọn đèn trông tranh trước cửa, leo lét tỏ vì em, nhưng cũng thèm khát bùng lên với trận gió từ phương nào. Hãy trở về học cách làm lành nỗi đau. Trận cuồng phong qua đi, tình hao gầy hay mặn nồng hơn không biết nữa. Chỉ biết để vẹn tròn trọn đời là phải gìn giữ. Người này buông lòng tay, người còn lại sẽ giữ chặt vào. Anh gây tội ác, em sẽ hứng hết chiêm bao. Chỉ mong bát cơm đã vỡ kia vẫn đong đầy hạnh phúc, vì đã cùng chung mâm một quãng dài, nghĩa là mình đủ đức để nuốt tiếp miếng cơm sau trong ngọt hạnh yên bình. Em đón anh về để thấu tần đàn bà giỏi hy sinh, nuốt tủi hờn giấu vào những lần lồng ngực quặn thắt. Chỉ cần quay mặt đi và gạt nước mắt, em sẽ lại hớn hở và bao dung như thuở ban đầu. Cuộc đời là biển mênh mông thẳm sâu, có ngày âm em có mùa bão tố. Thuyền anh trong em êm đềm sóng nhỏ, xa khơi anh tan tác bão bùng. Hãy trở về dưới mái nhà chung, bởi đèn sẽ lụi tàn rất nhanh chỉ vì một trận gió thổi. Cứ tỏ bên em để xua đi nông nổi, rồi sẽ qua thôi như ngọt lưỡi phút bên người. Không sao đâu, em chấp nhận được mà. Không dằn vặt, cắn đắn, không hờn không tội. Nhưng hãy khắc tâm những ngày em cô đơn chờ đợi, ngày thuyền rách nát trở về cay đắng, hay hiên ả hơi anh yêu. Nếu một ngày chán ngán trời chiều, anh lại đi và đổ tội cho phút sao lòng như cũ, nghĩa là lúc đó tình tàn bụi phù, em gạt anh ra đón nắng tỏ lòng mình, nghĩa là biển nơi đây cũng vô tình nổi bão. Các bạn thân mến, đây là một bài thơ mà rất là nhiều cảm xúc của một người con gái, một người vợ gửi tới cho người chồng của mình, hay là một người con gái gửi tới cho người yêu của mình. Đây là một đề tựa, đoạn mà chị vừa đọc là đề tựa của một bức ảnh. Ở trong bức ảnh này thì có ghi lại một bài thơ viết tay, được viết vào tháng 7 năm 2019 tại Sài Gòn. Bài thơ mà được đề trong bức ảnh như thế này: Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng. Mùa thu vừa rụng lá, lòng em đã sang đông. Đừng cười và đừng khóc, đừng tin và đừng nghi, hãy bình thường mà sống. Em lấy, kẻo lỡ thì. Anh bảo rằng rất yêu, rất thương và rất nhớ, rất cần nhưng không thể cưới em, chuyện trong thơ. Đây là hai bài thơ, hai tác phẩm, hai đoạn viết mà chị muốn chia sẻ với các bạn ở trong video clip này. Chị hy vọng là nó đã mang tới cho các em những cảm xúc, và chị rất hy vọng các em cũng có thể bắt gặp nhiều cảm xúc hơn nữa trong quá trình mà chúng ta khám phá về môn văn cùng với nhau các em nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp bên những người yêu thương của mình. Và nếu như có thể thì vào lúc 21:30 hãy cùng đón xem phần livestream của chị Hiên trên fanpage Học Văn Chị Hiên, để chị có thể tiếp tục chia sẻ với các bạn về cách học văn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo. Chúc cho các em sẽ có những giây phút thật là tuyệt vời và hạnh phúc. Bye bye!